mời được cái chú vị thì Phạm Nhan ba chàng chú với ma gà chú vị tất cả cái thần môi đông đủ hết tất cả các quan mời được cái chú vị thì phân lưới công động phân lưới Phạm Nhan ba chàng chú tất cả mời đông đủ phân nhất ấm nhất lấy vào ở đài nào lên mất tập nó buồn cũng bom đi qua chợ đi qua đi đấy qua đi chân phi ăn chân gà cái giống nó dễ ăn các bạn khám xét thì hết được người đang ngồi nó ăn đấy nhỉ. Ừ, cái thằng kia sẽ này nhai gà sống cái con này mày đi trên găng mày gai như thế này đi ầm ầm ông nổ bao giờ coi đủ mày à nhưng mà cái họ bọn nó đẩy nó đi gai không bao giờ cả chui vào búa tre nhưng mà chẳng muốn hắn vẫn được muốn hắn quay hôn đấy nhỉ, trốn vào đây luôn. Đúng mày mà hơi ăn thế vậy nhỉ, mày hay gì mày? Má nhằm khó ngày tới mày như thật. Mời về cho nó chư vị Phạm Nhan ma gà quý kê để cái con ấn lậu tại cái bán ra cái thổ công táo quần này hôm nay người để cái mời về tốc nhập hay thần môi cho nhất ấm nhất dương đồng sắp đồng ngưỡng linh thiêng ạ không hôm nay mời về đi mời về hết để về tốc nhập cái thần môi ấn lậu đầu các quan mời về tốc nhập thần môi cho nhất ấm nhất dương đồng sắp đồng ngưỡng linh thiêng ạ này có toàn thần này còn bướng nhá hôm nay có toàn về về tốc nhập cái thần môi đi hôm nay có toàn cái nào ở đâu mời thì về nào các con mời về hết đi mời tốt nhất thần môi cho nhất ấm nhất nữa nào Chưa đã. Chưa này. Thì lấy cái chén. Ừ đúng rồi.